xin chào quý vị khán giả của kênh Trang TV. Hôm nay là Trang chỉ nha, Trang không bán sầu riêng nữa. Hôm nay Trang chỉ có bán chè với khán giả. Nói giỡn chứ hôm nay là lạnh rỗi, không có bán sầu riêng, nó được về sớm. Nên thấy hay hổng chạy qua quán chè. Đây là một quán này Trang rất là yêu thích luôn, Trang ăn ở đây nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay về sớm nên mới ráng tranh thủ chạy qua đây ăn để giới thiệu với khán giả. Đây là quán chè Tường Phong, rất là nổi tiếng, nằm trên đường An Điền. Đây, giới thiệu khán giả, đây là cái sen. Đà sen. Đây là củ năng nè. Đây là gì ta? Đây hình như là tiết nhĩ. Tiết nhĩ. Ở đây là chị bán nhiều loại lắm, còn có một gà nữa nè. Thôi bây giờ mình sẽ vô trong mình làm món nha, để mọi người có thể ăn cùng với mình. Dạ đây là menu của quán này. Đây, địa chỉ ở đây là số 83 An Điền, phường 10, quận 5. Đó, tiệm đồ ngọt Tường Phong. Cái menu này thì quán chè này là quán chè của người Hoa. Đó, bây giờ Trang sẽ giới thiệu sơ cái menu đồ ngọt ở đây cho quý vị khán giả. Gồm có đậu xanh nè, đậu đỏ nè, mè đen, xong bỏ lựu, nhãn nhục, bo bo, hạt sen, tỏi tây, lạ quá. Xăng đỏ, nguyên ca, và ẩm nhiều loại ghê. Sữa tươi, hột gà chân nữa nè. Hạt sen đậu hũ. Quả nhân bo bo. Rất là nhiều luôn. Lưu đủ tiền nữa nè. Hình như đây là một món chè rất là nổi tiếng của người Hoa thì phải. Đúng rồi, có chè hột gà nữa nè. Hột gà nhưng cũng là món mặn, chứ là chè hột gà á. Chè chè, đây là tiệm đồ ngọt nè, đây là món ngọt. Đây còn luôn nè, đặc biệt của Nam. Vỏ đậu đỏ, nhãn ngục. Ồ, đây ăn món gì? Nên bạn quay phim ăn món gì? Nhiều quá. Em rất là thích ăn cái gì có bạch quả với lại hạt sen. Rồi rất là mát. Vậy chè là chè sang nhãn nhục với lại cái này là gì ta, cái màu trắng trắng này là gì ta? Hình như đó là đậu hũ. À, vậy chè sang nhãn nhục hạt, nhãn nhục đậu hũ. Mày ăn gì? Chắc cho em bạch quả, hạt sen và củ năng đi. Mà món dài chẳng mới được. Quá hóa tổng hợp, bây giờ mình sẽ đợi xíu quán nào. Bây giờ khán giả hay là cái không gian quán thì rất là nhỏ. Đây, bạn có đi quay một vòng không gian quán. Nhưng mà rất là đông luôn. Buổi tối là rất là nhiều các bạn trẻ đến đây ăn. Quán này là bình thường mở từ 6 giờ rưỡi tối đến tối luôn quý vị khán giả. 6 rưỡi tối cho em bình thường ra 10 giờ là đóng cửa rồi. Trang chưa có Trang nha, nè bạn quay phim cơ dài chứ không nhớ được. Dạ cho em một cái đậu hũ nhãn nhục. Với lại bạn ăn gì? Đậu hũ nhãn nhục em lấy dừa là hạnh nhân. Có hai mùi, cái mùi dừa, cái mùi hạnh nhân. Hạnh nhân thì nó hơi gắt gắt. Hơi gắt hả chị? Cái mùi nó là mùi gắt vậy đó. Mùi hạnh nhân đó. Dạ. Với lại cái mùi dừa thì là đó là mùi dừa. Nó béo béo. À vậy cho con em dừa đi, cho em dừa. Dạ, dừa nhãn nhục đi ha. Dạ, dừa nhãn nhục. Bạn ăn gì? Cho em một cái củ năng bạch quả với hạt sen. Chú có hạt sen mỗi nhá. Hôm nay có hạt sen rồi. Củ năng bạch quả, bo bo không? Hay là củ năng bạch quả, củ sen. Củ sen à? Hay là nhãn nhục? Là táo. Nhãn nhục đi. Rồi mình mấy nước bạch quả đi. Một cái thì nước bình thường, một cái kéo nước bạch quả đi. Dạ được. Sữa nó ngon lắm cô. Dạ. Ủa chị, cái quán này là do mấy chị tự nấu luôn hả chị? Tự nấu luôn, mà quán em thấy cái buổi chiều là sáng là chị phải ra dậy nấu rồi. Ồ, dạ, cảm ơn chị. Chị là rất là thích trong quán này.
hôm nay là mới có dịp rảnh đó quan ghé qua. Quán này là các anh chị trong quán, anh chị trong nhà trong bán thôi. Quán này chị được biết là do các do ông bà truyền lại cho chị, xong rồi các anh chị trong nhà cùng nhau làm. Thì quán này mở từ 6:30 tối đến 10 giờ khuya, thành ra là buổi sáng là các anh chị là phải phụ nhau rồi để làm ra mấy cái hạt, mấy cái nhân này nổi như vậy. Trang có biết cái menu này giống cái gì không? Giống gì? Thì thấy quen làm nhớ đợt Trang đi Singapore. Đúng rồi cực kỳ giống luôn. Nhưng mà có một cái món hồi Trang đi Singapore muốn xoài á, nó lại không giống. Không có ngon món đó hình như chỉ là đặc trưng của quán Singapore thôi, mà tại vì đợt đó Trang đi Trang không chịu quay á, chứ Trang mà quay là em nghĩ món đó sẽ rất là ngon, rất là nhiều người muốn biết cái đặc sản của chè Singapore như thế nào. Mà cái chè Singapore ngon lắm, lúc mà Trang đi là Trang rất là ấn tượng món đó luôn. Nhưng mà tiếc là hồi lúc mà Trang đi Singapore thì Trang chưa có làm clip, Trang chưa có làm kênh YouTube, đến như bây giờ thì Trang mới làm, là cũng hơi tiếc là lúc đó bị miss cái chuyến đi Singapore, không có quay với đủ viên cũng vậy. Nó ngon đến mức mà ở Singapore có 3 đêm thôi, Trang tắt 2 đêm là rất là mệt rồi cả nhà ơi. 10:30 mà Trang cũng bắt phải đi bộ từ chỗ ở ra đến cái tiệm chè thì để ăn đúng một cái món chè xoài thôi, để quay phim cực kỳ mệt luôn. Như vậy các bạn biết là giống như ở Việt Nam mình đi mình muốn ăn món gì mình chạy xe máy đúng không, thì nó sẽ kiểu như mình không có tốn công tốn sức gì, chỉ có chạy xe mà. Còn ở Singapore thì cái phương tiện đi lại của người ta là xe buýt với lại tàu điện ngầm, tàu gọi là gì Skytrain á, tàu trên không á. Thành ra mỗi lần mình đến trại là mình cũng phải đi bộ mới đến tới quán ăn được. Dạ cảm ơn chị. Đây đó, hai chén chè của Trang nè. À đây là nước bạch quả hả? Đó đây là chén của bạn quay phim. Bạn làm quay phim cái gì ta? Em mới phiên cái gì ta? Em đây là nhãn nhục nè. Đây nhãn nhục đây. Rồi. Cái màu trắng này là gì ta? Củ năng. Đó, củ năng. Rồi, đây là hạt sen. Bạch quả nó sẽ em ăn thì em thấy bạch quả nó ngon hơn hạt sen. Đúng rồi. Nó không hạt sen á thì nó sẽ bùi. Ăn nó có bị bùi. Nó vẫn có cái nhân đắng nếu mình không bỏ cái hột, nhưng mà bạch quả là mình nha mình sẽ không có thấy nó bùi bằng hạt sen, nhưng mà em thích vậy hơn. Mà rất là mát. Nhưng mà cái nước này nước nó màu nó đục nha. Trang húp thử đi, nước bạch quả. Em chưa chị kêu là nước gì á? Nước bạch quả. Đâu bạn húp đi. Bạn húp đi sao lại Trang đây. Rồi đi vào các giới thiệu của Trang trước đi ha. Và xong Trang sẽ xoay cho bạn quay phim. Đây không có đẹp. Không sao đâu quý vị khán giả. Thật ra là Trang thấy là mặt mộc rất là dễ thương rồi. Với lại mình quay mình chia sẻ kỷ niệm mà sau này lỡ biết được hai đứa còn chơi với nhau sẽ xem cái này nhớ là hồi lúc mà còn chơi với nhau á là còn đi ăn quán này. Đây là đậu dừa đúng không, nãy chị kêu là đậu dừa nè, có đậu hũ anh nhân nữa. Đậu hành anh nhân sẽ nghe mùi hơi gắt vì nó mùi gắt mà Trang sợ chứ không ăn dừa cho nó quen thuộc. Đây là nhãn nhục đó, Trang là cái chén của Trang là đậu hũ dừa và nhãn nhục. Rồi nha, xin mời quý vị khán giả nha. Ở đây khi mà mình vô bàn á thì cô chú sẽ cho mình hai cái ly, giống như mình đi bao nhiêu khách thì sẽ cho cái ly đá để uống trà trước. Rồi có cái bình này hết rồi. Chai xin thay đi mi trà tí chai uống trước đi ăn trước đi thôi đó, chai xin thay nè. Rồi mời bạn quay phim mà quý vị khán giả nha. Vô. Rồi chào mừng quý vị khán giả. Bây giờ Trang sẽ ăn cái tàu dừa nhãn nhục của Trang. Đầu tiên Trang sẽ ăn cái tàu dừa nha. Rất là trắng luôn. Đây hình như là nước nhãn nhục. Mà bình thường Trang thích ăn dừa, Trang thích uống nước dừa luôn. Nhưng mà ăn cái tàu dừa nè nó dai dai mà nó mát, nó giống như gọi là như đông câu. Đông câu đúng rồi, giống như đông câu, nó không giống như cái gì thạch dừa của mình đâu. Thạch dừa nó dai dai, cái này không dai bằng, này giống đông câu hơn, đông câu dừa, giống đông câu dừa. Cho từng miếng nước nha, nước nhãn nhục mà ở đây á nó không có ngọt lắm, gọi là chè thôi, nhưng mà thật ra nó mát,
với lại cái độ ngọt nó vừa phải, ngọt ít à, nên là mình ăn mình không có thấy bị ngọt quá, tại vì chay cũng không ăn được đồ ngọt luôn. Đó, bây giờ nhảy nhục nha, quá trời. Và bạn quay phim đó. Rồi bây giờ cho tôi bạn quay phim ăn, chứ không có cái chén của bạn quay phim sẽ bị chảy nước hết. Em bạn chào với khán giả nào. Chớ là nó tan nước thiệt rồi. Để em sẽ dành một hút nước chứ. Đây là nước bạch quả không? Nó giống như là sữa uống à. À, nó hơi giống sữa đậu nành. Thì nó hơi giống sữa đậu nành đó, chan thử đi. Dạ, rau chan xin một miếng nha. Đúng không? Nhưng mà nó gắt hơn sữa đậu nành. Đúng rồi, giống sữa đậu nành nó mới vậy nha. Gắt hơn sữa đậu nành chút xíu. Nếu mà không nói chắc là không biết nước bạch quả đâu. Đúng không? Nói mà chịu nó... chú là chị sữa sữa. Nó chỉ giống như là sữa đậu nành mà mình cảm giác nó hơi đậm đặc chút xíu à. Ờ, chị nghĩ là nó cái hơi đó. Cái hơi thôi. Thế là không mấy đâu. Quả bạch quả. À, bạch quả có phải là cái quả mà mình ăn trong sushi không? Trước khi mà mình ăn gọi món người ta hay cho mình món bạch á, thay vị khai vị. Rồi. Một miếng nhãn, một nhãn nhục và bạch quả. Biết tại sao em ăn hai cái không? Để cho nó trộn lẫn mùi với nhau. Tại vì á, bản chất quả bạch quả sẽ rất là đắng, nó cực kỳ đắng luôn. Cho nên là mình ăn với một miếng nhãn nhục nó sẽ cân bằng lại. Nhưng mà thường thường á mình ăn hai cái khác nhau vậy á thì mình mới có mùi, chứ còn ăn trộn lẫn vậy chứ không có thấy sao. Bản thân cái nhãn nhục á nó không phải là ngọt đâu. Tại vì nó đã ngọt ở nước rồi, nhãn nhục nấu rồi nó đã hết nước. Cho nên cái nhãn nhục ăn á ở đây á nó chỉ còn là cái vị ngọt thanh thôi. Còn cái quả bạch quả nó vẫn sẽ đắng, cho dù nấu nó ra nước rồi nha, nó vẫn còn sẽ đắng luôn. Nên khi mình ăn cái nhãn nhục vô nó kiểu làm cái vị đắng nó vừa phải á. Mà hai cái này nhai chan thấy nó khác nhau, mà một cái này là nó mềm mềm nè. Đúng rồi, đúng rồi, còn cái kia nó dai. Đúng rồi, cái quả này nó sẽ hơi dai, nó hơi sần sần. Nên là chan ăn chan vẫn cảm thấy hai vị cực kỳ tách biệt luôn. Chan cũng thích ăn bạch quả, chứ ăn sushi vậy không ạ. Chan thử miếng nha. Đó, bây giờ trên gà bạn Quang Phiên đã được bạn Quang Phiên chủ động cho nó, chứ cháu không xin nha. Đó là cháu không xin, bạn Quang Phiên tự cho nha. Bảo đảm là ăn theo kiểu của em sẽ ngon. Này, mời quý vị khán giả. Nào, cho xin phép nha. Sao? Một miếng nước nữa là tuyệt vời luôn á. Thành phần cuối cùng cân bằng là chén chè. Đúng không? Cái bạch quả nó bùi quá ha, không nhận quá. Thật ra bữa tối thường á mình đã đi ăn bữa tối mà ăn món chính rồi thì á chả hay lựa chọn sáng suốt á. Mọi người hay uống trà sữa, nhưng mà bữa tối trà sữa rất là mập. Thì hả, chả uống sữa buổi tối á bụng nha không tiêu được đâu. Thế mà rất là khó tiêu, nên là em nghĩ là ăn cái gì sẽ tốt hơn. Thì thật ra Trang thích ở chỗ chè Tùng Thông này là cái món nó lạ, với cái thứ hai là nó không có bị ngọt á. Đặc biệt là Trang rất là thích cái rau câu dừa, cái tàu hũ dừa này luôn, nó giống rau câu dừa đó, là cái nhãn nhục đó. Trang rất là thích hai cái này, nước nó lại không có bị ngọt nữa chứ, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, đến đây thì Trang xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem trước nhà nha. Bây giờ Trang với bạn Quang Phiên sẽ tiếp tục ăn chứ không nó chảy nước hết. Nếu bây giờ khán giả thèm đồ ngọt, thích những món chè này thì hãy đến chỗ quán chè Tường Phong nằm ở số 83 An Điền, quận 5 nha. Ok, bye bye.